Cách để mở đầu một cuộc trò chuyện khi bạn không có gì để nói. Bắt chuyện với ai đó là một việc khá thách thức nếu như bạn không biết phải mở đầu như thế nào. Và sự im lặng hay lúng túng có thể khiến cho mọi người không thoải mái. Nhưng ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để nói, vẫn có nhiều cách để giúp cho bạn có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Hãy tìm các đề tài thông thường mà bạn có thể nói được và học cách lắng nghe chủ động để cuộc trò chuyện luôn thú vị. Khi đã thoải mái hơn với việc trò chuyện với người khác, bạn sẽ luôn có những cách bắt chuyện trong bất cứ một tình huống nào, mở đầu cuộc trò chuyện. 1. Tự giới thiệu về mình nếu như bạn chưa bao giờ gặp người đó. Nếu như muốn nói chuyện với một người lạ, bạn hãy tiến đến gần, nhìn vào mắt của người đó và mỉm cười, nói lời chào và giới thiệu tên của bạn để cho họ thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Chìa tay ra bắt để người kia có cảm giác kết nối với bạn và có hứng thú để nói chuyện hơn. Hỏi tên của họ để bắt đầu một cách tự nhiên, dẫn đến một cuộc trò chuyện lâu hơn. Ví dụ, bạn có thể nói, chào anh, tôi là Sơn, rất vui được gặp anh. Bạn cũng cần tự giới thiệu nếu như chỉ muốn nói chuyện bình thường, nhưng điều này sẽ giúp cho người ta cởi mở với bạn hơn. 2. Nói một điều gì đó tích cực để có thể mời gọi những người khác nói chuyện. Khi mở đầu một cuộc trò chuyện bằng một điều tiêu cực, bạn có thể khiến cho mọi người không cởi mở và không có hứng để nói chuyện. Hãy nhắc đến những thứ mà bạn thực sự thích thú và mỉm cười khi nói chuyện với người kia để cho họ cởi mở hơn và nói chuyện với bạn. Kể về thứ mà bạn thích và hỏi họ thấy như thế nào để có thể lôi cuốn họ vào trong cuộc trò chuyện. Ví dụ, nếu như đang ở trong một buổi tiệc, bạn có thể nói, nhạc ở đây hay nhỉ, bạn có thích bản nhạc này không? Hoặc, chị đã thử một món ăn nào ở đây chưa, ngọt lắm đấy. Kết thúc bằng một câu hỏi để có thể khuyến khích người kia đáp lại và bắt đầu cuộc trò chuyện. Nếu như những người đó có vẻ rụt rè hoặc e ngại, thái độ chủ động và cởi mở của bạn có thể giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn. 3. Nói một lời khen để có thể bắt chuyện với một người đó. Tìm một điểm tốt trong tính cách hoặc là trang phục của họ để khen. Hãy chân thành trong lời khen, kẻo họ cảm thấy bạn không thật lòng và ngại nói chuyện với bạn. Duy trì một cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi tiếp theo để có thể đưa lời khen của họ đáp lại. Bạn có thể nói những câu kiểu như, cái váy mà bạn đang mặc trông rất xinh, bạn mua ở đâu vậy, hoặc chị có một khiếu thẩm mỹ thật đấy, làm thế nào để chị tìm được một bộ đồ thế này. Cố gắng dùng các câu hỏi mở càng nhiều càng tốt để cho những câu đối thoại không kết thúc bằng những từ có hoặc không. Tránh nói về ngoại hình của một ai đó vì điều này có thể khiến cho họ không thoải mái và không có những phản ứng tốt. 4. Đề cập đến những sự vật xung quanh để có thể mở đầu một cuộc trò chuyện nếu như bạn không nghĩ ra được những thứ gì khác. Nếu như bạn chưa nghĩ ra được một cách nào để có thể bắt chuyện, hãy nhìn mọi thứ xung quanh và chú ý quan sát một thứ gì đó, chẳng hạn như thời tiết, khung cảnh, con người hoặc là một sự việc đang diễn ra. Hãy tỏ một thái độ lạc quan để người kia có hứng thú để nói chuyện với bạn hơn. Ví dụ, bạn có thể nói lần đầu tiên mình đến quán cà phê ở đây, bạn có biết ở đây có món gì ngon không? Hoặc là giá mà hôm nay trời nắng thì thật là tốt quá. Mấy ngày hôm nay trời cứ âm u suốt. Thể hiện ốc hài hước khi trò chuyện để có thể thu hút người kia và khiến cho cuộc rán gẫu giữa hai bên trở nên thú vị hơn. Tìm các đề tài để nói chuyện. 1. Hỏi người kia làm nghề gì hoặc là học ở đâu để có thể tìm ra được sự kết nối với họ. Bắt chuyện với một người nào đó bằng cách hỏi về công việc hoặc trường học. Hỏi xem họ làm nghề gì, họ đã ở đó được bao lâu, gần đây công việc của họ có gì vui không. Nếu như là một người đang đi học, bạn có thể hỏi họ đang học ngành nào và mong muốn làm gì sau khi tốt nghiệp. Nhớ trả lời nếu như họ cũng hỏi về nghề nghiệp hoặc là việc học tập của bạn. Tỏ ra quan tâm chân thành về nghề nghiệp của họ, cho dù công việc của họ nghe không hấp dẫn lắm đối với bạn. Cứ xem đây như là một cơ hội để có thể biết thêm về người đó và ngành nghề của họ. Vài câu hỏi của bạn về bản thân của người đó cũng sẽ giúp cho họ cảm thấy giá trị và được tôn trọng hơn. 2. Nói về những sở thích chung của bạn và người kia để có thể hiểu nhiều hơn về họ. Người ta thường thích nói về những thứ mà họ đam mê, vì thế bạn nên hỏi người kia xem họ thích làm gì ngoài giờ làm việc hoặc là giờ học và ghi nhớ những điểm mà bạn cảm thấy rất hay. Khi họ hỏi bạn có sở thích gì, bạn hãy nhắc đến bất cứ một hoạt động nào giống với sở thích của họ để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện về đề tài đó. Nếu như bạn quan tâm đến một trong những thú tiêu khiển của người kia, hãy hỏi họ đã làm thế nào để bạn cũng có thể được thử tham gia. Ví dụ, bạn có thể nói một điều gì đó như, ồ, mình chưa thử một đống đồ mộc bao giờ, người mới học thì làm gì dễ nhất. Nhớ đừng lấn át người kia hoặc chỉ để về những sở thích của mình. Hãy đặt những câu hỏi về những thứ mà người kia thích làm để có thể duy trì một cuộc trò chuyện hai chiều. 3. Bình luận về phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc là sách báo nếu như bạn muốn nói chuyện về một văn hóa đại chúng. Nhiều người có chung một sở thích trong lĩnh vực truyền thông, thế nên bạn hãy nói về những bộ phim, âm nhạc đang thịnh hành mà bạn đã vừa xem hoặc đã nghe được để tìm hiểu xem sở thích của họ là gì, hỏi xem gần đây họ đã xem gì và nghe họ kể về vì sao họ thích. Nếu như cả hai đều đã xem hoặc là cùng nghe một thứ,
bạn có thể bình luận về một điều gì đó để có thể duy trì cuộc trò chuyện. Ví dụ, bạn có thể nói, bạn đã xem phần phim mới nhất chưa, diễn ra giữa những vì sao, bạn có thấy phần kết của phim như thế nào, hoặc bạn thích một thể loại nhạc gì, bạn có yêu thích một nhạc sĩ nào thì có thể giới thiệu cho mình nghe thử với. Cho dù không đồng tình với ý kiến của họ, bạn vẫn nên giữ một thái độ tích cực và nói những câu đại loại như, ồ, mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mình sẽ tìm hiểu ý bạn. Như vậy, người kia vẫn cảm thấy thích thú với những đề tài của cuộc trò chuyện chứ không bị cụt hứng. Nếu như bạn không hiểu người kia đang nói gì, hãy bảo họ có thể nói rõ hơn hoặc là giải thích để bạn có thể hiểu rõ hơn. Nếu như không quen thuộc với những sản phẩm truyền thông mà họ đang nói tới, bạn hoàn toàn có thể bảo mình không biết. 4. Trò chuyện về những trải nghiệm đã qua. Nếu như bạn muốn tạo một bầu không khí cởi mở với người kia, nếu như cảm thấy thoải mái với một người đang nói chuyện với mình, bạn có thể hỏi về những câu chuyện mà họ đã trải qua và những dự định trong tương lai. Khuyến khích họ kể về những câu chuyện vui trong cuộc sống của họ trước đây, gia đình như thế nào hoặc là họ đã có những mục tiêu gì. Hãy cởi mở và kể cho họ nghe về những trải nghiệm của mình để hai bên có thể cùng nhau chia sẻ và kết nối với nhau hơn. Ví dụ, bạn có thể nói quê của chị ở đâu, chị có thích ở đó không, hoặc lớn lên em muốn làm gì. Những người lạ có thể cảm thấy kỳ quặc nếu như bạn hỏi quá nhiều về đời sống riêng tư, ngay cả khi mới gặp lần đầu. Bạn chỉ nên hỏi những câu chuyện riêng tư hơn nếu như cả hai đều cảm thấy thoải mái. Đừng bao giờ tỏ vẻ hơn người hoặc là cố gắng gây ra ấn tượng với người kia vì họ có thể sẽ khó chịu và không muốn nói chuyện nữa. 5. Hỏi ý kiến của người đó về các sự kiện thời trang để lôi cuốn họ vào trong một trò chuyện. Xem các sự kiện diễn ra trên báo chí hoặc những phương tiện truyền thông và nhắc tới khi họ nói chuyện với người kia. Bạn hãy tìm ít nhất một hoặc là hai sự kiện trong tuần để có thể đưa vào trong cuộc trò chuyện. Nghe xem họ nghĩ sao về những tin tức đó và hỏi những cảm nghĩ của họ. Bạn cũng nên chuẩn bị ý kiến của mình vì họ có thể hỏi bạn một điều tương tự. Ví dụ, bạn có thể nói những câu như, bạn có nghe nói về những ứng dụng âm nhạc mới ra chưa mà đọc được ở trên báo. Cẩn thận, thận trọng khi bàn về những đề tài nóng, chẳng hạn như chính trị hoặc tôn giáo, vì những đề tài này có thể khiến cho người kia tức giận hoặc là không muốn nói chuyện. Duy trì một sự tập trung khi trò chuyện. 1. Lắng nghe một cách chủ động để bạn có thể đáp lại người kia. Cất điện thoại và tập trung vào người đang nói chuyện. Đặt những câu hỏi dựa vào những gì mà họ nói để có thể tiếp tục chú tâm vào trong cuộc trò chuyện. Khi người kia dứt lời, bạn hãy nhắc lại ngắn gọn những điều mà họ vừa nói để tỏ ra rằng bạn luôn chú ý lắng nghe. Ví dụ, nếu như họ kể về việc họ sắm xe mới, bạn có thể hỏi, cuối cùng thì anh đã chọn mua loại xe nào, nó chạy có tốt không? Đừng nghĩ vớ vẩn sang những chuyện khác trong khi người kia vẫn đang nói, để tránh những trường hợp ông nói gà, bà nói vịt, vì bạn không rõ họ đã nói gì. 2. Dùng cụm từ, nó làm tôi nhớ đến để có thể chuyển sang đề tài khác. Nếu như người kia đề cập đến những điều gì đó mà bạn có thể liên tưởng trong khi họ đang nói, hãy bắt đầu bằng một cụm từ, nó làm tôi nhớ đến. Trước khi nói về đề tài của bạn, như vậy, bạn sẽ dễ dàng chuyển đề tài một cách tự nhiên mà không tạo ra bất kỳ một khoảng lặng gượng gạo trong cuộc trò chuyện. Đảm bảo các đề tài phải liên quan với nhau theo cách nào đó để có phần chuyển tiếp được mượt mà và người kia sẽ dễ đi theo hơn. Ví dụ, nếu như họ đang nói về thời tiết đẹp đẽ, bạn có thể nói đó là mình nhớ đến một bầu trời tuyệt đẹp ở Hawaii, hồi mình đi du lịch ở đó, bạn đã đến Hawaii bao giờ chưa? Lời khuyên, bạn có thể dùng một cụm từ, nó làm tôi nhớ đến, sau một khoảng lặng, nếu như đề cập đến một điều gì đó xảy ra xung quanh. Ví dụ, nếu như bạn vừa nói xong một điều gì đó, với người kia thì có một người nhạc sĩ bước đến, bạn có thể nói, anh chàng này làm tôi nhớ đến một nhạc sĩ khác, và sau đó chuyển sang một đề tài làm nhạc. 3. Nói ra những gì mà bạn bất chợt nghĩ trong cuộc trò chuyện tiếp diễn một cách thú vị. Nếu như có một ý tưởng nảy ra trong đầu bạn, trong một khoảng lặng ngẫu nhiên nào đó, bạn hãy nói ra và hỏi người kia nghĩ gì về việc đó. Đừng ngắt lời của người kia khi họ đang nói, vì hành động này chính là thiếu lịch sự. Đảm bảo rằng đề tài mà bạn đang sắp nói không khiến cho người kia khó chịu, kẻo họ không muốn nói chuyện nữa. Ví dụ, bạn có thể nói, mình vừa nhớ ra một chuyện rất vui, đọc được trên mạng, bạn có muốn nghe không? Người kia có thể không muốn nói chuyện về một chủ đề ngẫu nhiên nếu như trước đó bạn chưa nói với họ. Lời khuyên, khi bắt chuyện với một ai đó mà không đáp lại hoặc là có vẻ không thoải mái, bạn có thể ngừng nói chuyện nếu muốn. Cảnh báo, tránh những chủ đề có thể khơi mào một cuộc tranh luận gay gắt, chẳng hạn như chính trị hay tôn giáo.